Như tiêu đề video thì bạn có thể thấy, hôm nay chúng ta sẽ nói về việc nhịn ăn gián đoạn, giúp cải thiện sức khỏe não bộ. Mình đã từng trải nghiệm cảm giác này rồi, hiện tại mình cũng đang ăn IF và Keto, nên cũng đang nhận được những kết quả tích cực mà nó mang lại. Đồng thời, mình cũng đang có cảm hứng để chia sẻ rõ hơn về vấn đề này. Ở đây có một điểm bạn cần nhớ là, người ta hay nói để não hoạt động tốt thì bạn phải nạp đủ cáp. Thực tế không phải đâu. Khi bạn ăn cáp, ăn các sản phẩm dầu đường bổ sung. Sau đó đường huyết bạn tăng cao, insulin tiết ra nhiều, cái não bạn nó ghét hai lên, tiết ra dopamine và các hoạt chất sinh học hưng phấn khác. Và bạn nghĩ là cáp giúp não bạn làm việc năng suất hơn, là không đúng nhé. Đây chỉ là đánh giá dựa trên những cảm xúc tích cực khi bạn được ăn cáp, đặc biệt là cáp tinh chế và các sản phẩm dầu đường khác. Thực tế một chế độ ăn uống tốt cho não thường sẽ giúp bạn ổn định lượng đường trong máu, giảm viêm trên toàn cơ thể, giúp loại bỏ các gốc tự do và mang lại nhiều tác động tích cực đến não bộ cũng như cơ thể. Và nhịn ăn gián đoạn hoàn toàn có thể đảm bảo được những hiệu quả đó. Dưới đây là 4 cách mà IF giúp tăng cường sức khỏe não bộ. 1. Gia tăng protein trong não. Thứ chúng ta đang nói đến ở đây là Brandyride Neurotrophic Factor, tạm gọi là BDNF. BDNF giúp duy trì cân bằng nội môi trong não, làm tăng độ nhạy insulin, điều chỉnh nhịp tim. Đặc biệt nó giúp cơ thể chống chịu căng thẳng, bảo vệ các tế bào não hiện tại và giúp sản sinh các tế bào não mới, nâng cao khả năng nhận thức và tâm trạng, vân vân. Để nói về vai trò của BDNF thì có rất nhiều. Bạn chỉ cần nhớ là nó cực kỳ cần thiết và tốt cho não bộ của bạn. Và nhịn ăn gián đoạn giúp bạn kích hoạt và gia tăng BDNF. 2. Khuyến khích cơ thể dùng ceton. Chức năng não được tăng cường khi cơ thể chuyển từ sử dụng gluco để làm nhiên liệu sang sử dụng các thể ceton. Bạn sẽ cảm thấy rõ điều này khi bạn ăn keto nghiêm hoặc là bạn ăn IF đủ lâu. Bước vào giai đoạn ketosis hay tạm gọi là giai đoạn thích nghi với chất béo. Ban đầu chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy hơi lút, thiếu tập trung và sương mù não do nó chưa quen. Tuy nhiên, thời gian qua đi thì mọi thứ sẽ khác. Cách não bạn sử dụng ceton, nó khác hoàn toàn so với việc dùng gluco. Ceton là được chuyển hóa trong gan, nó đến từ mỡ. Nó rất nhiều, và duy trì năng lượng liên tục cho não của bạn. Lúc mà bạn suy nghĩ tư duy, trong khi não dùng ceton, cái cảm giác nó chân thật lắm, bạn cảm thấy não bạn nó tỉnh, nó hoạt động như là cơ bắp. Việc này bạn cần có trải nghiệm thực tế. Mình nói không thì nó không đủ để hình dung được. 3. Giúp cơ thể bước vào autophagy. Autophagy là quá trình cơ thể bạn sử dụng để sửa chữa và loại bỏ các tế bào bị tổn thương, tạo không gian cho các tế bào mới. Và khi bạn nhịn ăn đủ lâu, cơ thể sẽ bước vào quá trình autophagy, tiến hành xử lý các tế bào thần kinh diễn ra trong não của bạn. Nó sẽ làm giảm các căn bệnh về não bộ có liên quan tới tuổi tác như Alzheimer, Parkinson, chứng sa sút trí tuệ, bệnh xơ cứng teo cơ một bên ALS, bệnh Huntington. 4. Tăng trí thông minh và nhận thức. Nhịn ăn gián đoạn có thể nâng cao chức năng nhận thức và tâm trạng vì nó giúp gia tăng các tế bào thần kinh mới trong vùng vỏ não trước, đồng thời giúp giảm viêm và stress oxy hóa, tăng sự phát triển của tế bào thần kinh. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy những con chuột nhịn ăn sẽ tỉnh táo hơn, học hỏi nhanh hơn và cải thiện trong trí nhớ của chúng, trái ngược với những con chuột được cho ăn các bữa ăn thông thường. Những con chuột nhịn ăn trải qua sự phát triển tế bào thần kinh mới và tăng khả năng kết nối của não. Một nghiên cứu ở người lớn trên 60 tuổi đã chứng minh rằng khi lượng insulin giảm trong trạng thái nhịn ăn sẽ giúp cải thiện trí nhớ. Tóm lại từ những thông tin trên, bạn cũng biết được là việc nhịn ăn gián đoạn mang lại nhiều tác động tích cực cho não bộ. Fasting, nó giống như là tập luyện cho não bộ vậy các bạn. Ở đây không cần phải nhịn liên tục một hay hai ngày, bạn hoàn toàn có thể nhận được những lợi ích này bằng cách áp dụng 16-8 hay là một hình thức nhịn nào đó phù hợp với bạn. Việc cần làm rất đơn giản, chỉ cần lên YouTube bé, vào thanh tìm kiếm, gõ nhịn ăn gián đoạn Mr. B, thì thôi đầy nội dung cho bạn tham khảo. Mình cũng có tạo một danh sách phát về nhịn ăn gián đoạn, bạn có thể nhấp vào xem thêm. Mong rằng bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích. Ok, nếu bạn thấy video hay thì like, thì chia sẻ và đăng ký giúp mình. Bye bye guys.